Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Lấy một nắm gạo trộn xi măng, lũ chuột đi sạch không dám bén mảng. Làm cách này vừa đơn giản vừa hiệu quả và ưu điểm là có thể diệt một lúc cả đàn chuột, chứ không như dùng bẫy hay bẫy dính. Thứ nhất, cách diệt chuột bằng gạo và xi măng. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một nắm gạo nhỏ, một thìa xi măng, bạn có thể xin nhà nào đang xây dựng một ít, một muỗng dầu mè, một vài chiếc bát nhỏ bỏ đi hoặc bất kỳ vật đựng nào có sẵn, tùy vào việc bạn muốn đặt ở bao nhiêu vị trí. Cách làm: bước 1, đầu tiên cho gạo vào rang đều tay cho đến khi gạo có màu vàng và thấy thơm là được. Bước 2, sau khi gạo vàng thì đổ vào một chiếc bát hoặc một hộp nhựa. Bước 3, cho thêm vào đó một thìa dầu mè rồi trộn đều lên. Bước 4, tiếp theo đổ chỗ xi măng đã chuẩn bị vào bát rồi trộn thật đều sao cho hỗn hợp hòa quyện vào với nhau. Bước 5, đem hỗn hợp đó chia thành nhiều phần và đặt ở những nơi chuột hay chạy qua như trong bếp, cạnh các khe tủ và gầm giường. Sau khi làm như trên, hương thơm của dầu mè và gạo rang sẽ khiến lũ chuột tìm đến để ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn, chúng sẽ cảm thấy khát nước do xi măng khô có trong hỗn hợp trên. Lúc này, xi măng gặp nước sẽ đóng cục lại khiến cho chuột khó chịu, đầy bụng rồi bỏ ăn đến chết. Hoặc có thể chỉ dùng xi măng trộn với dầu mè thôi cũng có thể dụ được lũ chuột đến ăn và chết vì bị tắc ruột. Làm cách này vừa đơn giản vừa hiệu quả, ưu điểm là có thể diệt một lúc cả một đàn chuột chứ không như việc dùng bẫy chuột hay bẫy dính. Thứ hai, cách bẫy chuột bằng khoai tây. Nguyên liệu cần có từ 3 đến 5 củ khoai tây tùy theo số lượng chuột trong nhà, cũng có thể sử dụng khoai đã mọc mầm cho tiết kiệm. Một ít bột cacao, bột vani mua ở cửa hàng đồ làm bánh, chúng có mùi thơm nên dễ hấp dẫn chuột tìm đến. Nước trắng. Cách làm: đem luộc khoai tây thật mềm, sau đó cho vào bát và dùng thìa làm nhuyễn ra như bột. Sau đó đem trộn bột khoai tây với một ít bột cacao, vani để tạo thành hỗn hợp có mùi thơm ngon quyến rũ. Cho hỗn hợp này vào các đĩa nhỏ hoặc đặt ở những nơi chuột hay lui tới để kiếm ăn như góc bếp, cạnh tủ, bàn ăn. Đồng thời đặt gần đó các bát nước để dụ chuột uống, sau khi đã ăn nhiều khoai tây sẽ bị khát. Cách 1 đến 2 ngày lại thay nguyên liệu mới để đảm bảo mùi thơm luôn có thể thu hút được chuột đến. Kiên trì đặt bẫy khoảng vài ngày, chuột sẽ bị tiêu diệt tận gốc luôn đấy. Lưu ý, trong quá trình bẫy chuột thường xuyên kiểm tra các góc tối trong nhà nơi chuột trú ngụ để tìm xác chúng và dọn dẹp kịp thời, hạn chế mùi hôi thối ảnh hưởng tới không gian sống. Thứ ba, một số cách bẫy chuột đơn giản mà hiệu quả khác: dùng giấm. Chuẩn bị sẵn những miếng bông cốt tông và tẩm đẫm giấm trắng. Tẩm giấm cho đến khi miếng bông không thể hút thêm nước được nữa, sau đó đặt chúng vào trong tủ, dưới bồn rửa bát, mặt sau của tủ quần áo hoặc là dưới bếp. Nhồi nhét những cục bông này vào những lỗ nhỏ có thể ngăn chặn chuột gặm nhấm được khoét thêm. Và hãy nhớ thay thế các cục bông khi chúng đã bị khô và không còn ngửi thấy mùi giấm chua nữa. Thứ hai, dùng xà bông. Trộn đều 3 thứ: bột xà phòng, bột hoa tiêu, cơm nguội lại với nhau, sau đó đặt ở những nơi chuột thường xuyên xuất hiện. Chỉ ngửi thấy mùi của hỗn hợp này, lũ chuột sẽ sợ khiếp vía và chạy xa. Thứ ba, bột giặt. Cho bột giặt vào bát, thêm một ít nước và đánh tan bột giặt. Sau đó bạn cho vào dung dịch này một thìa bột cà phê. Trộn đều hỗn hợp này lên, sau đó đặt hỗn hợp này ở những nơi chuột thường xuyên lui tới. Lập tức chúng sẽ vội vàng dọn tổ đi ngay. Chúc các bạn thành công! Chỉ cần chút đĩa uống dở, sau một đêm đã diệt sạch muỗi trong nhà hơn cả phun thuốc. Nếu ai đang tìm cách diệt sạch muỗi trong nhà thì nên thử ngay, vừa đơn giản vừa rẻ tiền lại mang lại hiệu quả cao. Hè đến là cái nhà mình nhiều muỗi ghê các bạn ạ, con thì còn nhỏ, chỉ lo muỗi đốt con. Tôi đã thử nhiều cách mà không hiệu quả mấy. Dùng chai xịt thì mùi hắc, ngửi vào đau cả đầu. Hôm qua có đứa bạn sang chơi, nó mới mách cho tôi cách diệt muỗi trong nhà hay lắm, chỉ dùng bia thôi các bạn ạ. Tôi đã thực hiện được một tuần và thấy đỡ hẳn, các bạn thử dùng xem sao nhé. 1. Nguyên liệu cần chuẩn bị: bia. Bia có thể là bia uống dở, bạn có thể thay thế bằng men rượu, bột giặt, đường trắng và nước, dao để cắt chai nhựa. 2. Cách làm: bước 1, dùng dao cắt rời thân chai nhựa sao cho độ dài phần trên phần cổ chai bằng 1/3 chiều dài của chai. Bước 2, lấy phần đáy chai vừa cắt và đổ vào đó một chút bia khoảng 1/3 thể tích phần đáy chai. Bước 3,
Đổ thêm xà phòng dạng bột hoặc bột giặt vào với bia nhằm tiêu diệt muỗi khi chúng rơi vào bẫy. Bước 4. Tiếp tục đổ thêm một chút đường trắng để thu hút muỗi. Bước 5. Đổ vào dung dịch vừa rồi thêm một chút nước, sau đó dùng đũa gỗ quấy đều. Bước 6. Quay ngược phần nắp chai xuống dưới và đặt chồng lên phần đáy chai vừa có dung dịch bia, xà phòng, đường vừa làm. Bước 7. Cuối cùng, bạn chỉ cần đem đặt những chai dung dịch này ở những nơi muỗi thường bay tới như góc tủ, góc bếp, gầm giường. Muỗi sẽ bị dụ vào những cái chai này và bị tiêu diệt trong đó, không thể thoát ra được. Các bạn cũng có thể dùng bia và đường, bột giặt hoặc có thể pha dung dịch nước đường cộng baking soda rồi đổ vào phần đáy chai cũng đều có tác dụng thu hút muỗi và bẫy chúng hiệu quả. Ngoài ra còn có một số cách diệt muỗi đơn giản khác các bạn có thể tham khảo xem nhé. 1. Chanh và hoa đinh hương. Nguyên liệu gồm có một vài quả chanh, một ít hoa đinh hương khô có thể mua ở các tiệm thuốc Bắc, thuốc Nam. Cách làm như sau. Bổ quả chanh ra làm hai theo chiều ngang, lấy ra một lượng hoa đinh hương khô vừa phải, sau đó cắm phần thân hoa vào các mặt của tép nước của nửa quả chanh, cắm dày và đều khắp các mặt của quả chanh, làm y hệt như phần nửa quả chanh còn lại. Nếu nhà rộng, có thể cắm như vậy với vài nửa quả chanh nữa, sau đó mang chúng ra đặt ở các góc nhà, có thể đặt trên bàn phòng khách, phòng ăn, nhà vệ sinh hay những nơi mà muỗi hay bay đến. Nếu muốn sạch sẽ hơn, bạn có thể đặt nửa quả chanh vào một chiếc bát nhỏ. 2. Diệt muỗi với xả và rượu trắng. Nguyên liệu cần chuẩn bị 10 đến 12 cây xả, 200ml rượu trắng, 200ml nước lọc. Cách làm: cho xả và rượu ngâm trong 3 ngày, sau đó cho toàn bộ vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn và lọc lấy nước. Khi sử dụng tinh dầu xả, các bạn cho vào một chiếc hũ nhỏ, sau đó cắm que tre khô vào để khuếch tán mùi hương. 3. Nến trong vỏ cam. Nguyên liệu: vỏ của 2 đến 3 quả cam, nến. Cách làm: sau khi ăn cam xong thì để lại vỏ, gắn nến vào phần vỏ cam rồi thắp theo cách thông thường, đặt vào trong những góc khuất trong nhà. Nếu muốn có hương thơm rõ ràng hơn, hãy khía lỗ ở nửa vỏ quả cam còn lại rồi đậy kín lại. Chỉ cần đốt vỏ cam một tiếng trước khi ngủ là bạn sẽ thấy ngay được hiệu quả đấy. Chúc các bạn thành công! Chỉ với 3 giọt dầu gió, muỗi nhiều cỡ nào cũng dắt nhau đi hết với những mẹo sau. Các mẹ hãy áp dụng ngay những tuyệt chiêu vô cùng đơn giản với dầu gió sau để tiêu diệt lũ muỗi đáng ghét nhé. Vào mùa hè, bị muỗi cắn là một trong những vấn đề khiến chúng ta khó chịu nhất. Các bệnh do muỗi truyền có khả năng gây tử vong cao gồm sốt xuất huyết, sốt rét, sốt vàng da, bởi muỗi có khả năng là vật trung gian truyền bệnh giữa người với người hay giữa động vật và người. Khi nhà có trẻ nhỏ, việc phòng chống muỗi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thay vì sử dụng các loại thuốc xịt côn trùng độc hại, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ sức khỏe gia đình và chính bản thân mình bằng những phương pháp đuổi muỗi từ dầu gió rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Dầu gió là một sản phẩm khá thông dụng, luôn có sẵn trong mọi gia đình. Ngoài công dụng để chữa đau bụng, đau đầu, say tàu xe thì nó còn có một công dụng khác rất hữu ích, đó là đuổi muỗi. Thành phần chính của dầu gió là tinh dầu bạc hà. Các nhà khoa học cho biết tinh dầu bạc hà có chứa chất ngăn chặn muỗi hiệu quả gấp 10 lần đít thành phần được tìm thấy trong các loại hóa chất đuổi côn trùng. Hơn nữa, trong cây bạc hà còn chứa chất neptalatone, một loại tinh dầu mà muỗi không thể chịu nổi. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy áp dụng ngay cách dưới đây để đuổi sạch sẽ muỗi ra khỏi nhà mình nào. Cách 1. Đuổi muỗi bằng nhỏ dầu lên nhang muỗi, chuẩn bị dầu gió và nhang muỗi. Cách làm: trước khi đốt nhang muỗi, bạn nên nhỏ 2 đến 3 giọt dầu gió lên vòng nhang. Cách này không chỉ giúp phòng ngủ không bị nồng nặc mùi nhang mà còn rất hiệu quả trong việc đuổi muỗi tránh xa. Cách 2: nhỏ dầu gió lên màn. Với nhiều gia đình không quen đốt hương muỗi, có thể nhỏ vài giọt dầu gió quanh màn sẽ vừa giúp cải thiện bầu không khí, vừa làm tăng khả năng xua đuổi muỗi. Cách 3: nhỏ dầu gió vào nước tắm. Pha nước tắm ở nhiệt độ 30 đến 40 độ C rồi nhỏ vào đó vài giọt dầu gió, sau đó tắm bằng nước pha với dầu gió, đảm bảo bạn sẽ không bị muỗi đốt trong cả ngày, hơn nữa còn tạo ra mùi thơm dễ chịu nữa đó. Cách 4: nhỏ dầu gió lên cánh quạt điện.
Thêm một cách hữu dụng nữa bạn nên thử ngay, đó là nhỏ vài giọt dầu gió vào cánh quạt điện. Khi bật quạt để ở chế độ quay, dầu gió sẽ được thổi đi từ cánh quạt lan tỏa ra khắp phòng, khiến mũi chỉ còn nước chạy thật xa. Cách 5. Đặt lọ dầu gió mở nắp ở góc phòng, góc nhà. Bạn có thể đặt 1 đến 2 lọ dầu gió mở nắp ở góc phòng, góc nhà, những nơi tối tăm mà mũi hay tụ tập. Hương dầu gió sẽ làm cho bọn mũi sợ và không dám bén mặt đến chỗ đó nữa. Ngoài ra, cũng có thể nhỏ vài giọt dầu gió vào bất kỳ nơi nào trong nhà là cửa ngõ cho mũi bay vào để chắn đường chúng nhé. Ngoài dầu gió, còn có những cách hết sức đơn giản để xua đuổi mũi mà bạn có thể thực hiện ngay. Đốt một ít vỏ cam quýt khô trong phòng nếu muốn thay cho hương mũi, vừa có tác dụng đuổi mũi, vừa làm không khí trong phòng dễ chịu hơn. Dùng 2 miếng hồi ngâm nước nóng, sau đó dùng nước này để tắm rửa, đảm bảo mũi sẽ không dám bén mảng tới gần cơ thể bạn. Đốt bã lá trà đã được phơi khô hoặc lá ngải khô, khói từ lá bị đốt tỏa ra cũng có thể đuổi mũi nhanh chóng. Kể cả trong trường hợp nhà có trẻ nhỏ, bạn cũng hoàn toàn có thể áp dụng một trong những cách trên. 13 công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lá chanh. Lá chanh từ lâu đã được biết đến như một loại gia vị trong các món ăn, nhưng chắc ít ai biết rằng trong đông y lá chanh là một vị thuốc tuyệt vời giúp đẩy lùi được 13 loại bệnh thường gặp. 1. Trị sốt rét dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml, lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm, uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. 2. Chữa ho gà. Lá chanh tươi sắc với vài lát gừng thêm đường đủ ngọt, uống dần. 3. Chữa sâu quảng. Lá chanh non, lá diếp cá, lá húng chanh, lá mùi tàu. Tất cả hái khi còn tươi, mỗi thứ một nắm, thái nhỏ trộn đều. Gói vào lá chuối hơ nóng, rạch cho thoáng rồi buộc lên vết loét, sau 24 giờ mới mở và thay miếng khác. 4. Chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá sông với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà, xả và tỏi, sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ sông, bạn hãy sử dụng cách uống như sau: lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dung hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắc còn 150ml, uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. 5. Thanh nhiệt mát gan. Không nhiều người biết lá chanh có tác dụng mát gan. Để có bài thuốc này, cần 12g lá chanh khô, 12g lá gai khô và 12g lá cối xay. Sắc hỗn hợp này từ 3 bát nước xuống còn 1 bát nước. Uống ngày 2 bữa, sáng và tối sau khi ăn. Uống liên tục trong 2 tuần sẽ nhận được kết quả. 6. Chữa cảm, sốt, không ra mồ hôi. Cảm không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này, cần 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Hoặc muốn tăng hiệu quả, ngoài lá chanh, có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt, lượm bằng nhau sắc uống trong ngày. Chữa ho do lạnh, lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, tất cả rửa sạch, gừng thái lát, sắc với 400ml nước, còn 100ml, khi uống cho thêm một ít đường, ngày uống 2-3 lần, dùng trong 3-5 ngày. 8. Điều trị hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả sa vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2-3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. 9. Giảm sưng đau do mụn nhọt chưa có mủ. Lá chanh 10g, lá gai tầm son 8g, tinh tre 10g, phơi khô, tán bột, rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng 8-10 phút, ngày làm 2 lần. Bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng. 10. Làm mượt tóc. Lá chanh, lá bưởi, hương nhu, các vị đều tươi, mỗi vị 30g, rửa sạch, nấu nước, để ấm gội đầu, tuần gội một lần. 11. Chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em. Có thể lấy lá chanh giã nát, hấp nóng, đắp vào rốn. 12. Bảo vệ răng. Nếu răng lung lay, yếu, hãy lấy 40g lá chanh tươi, đun cách thủy với nước, ngày ngâm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút, sau 3-5 ngày làm răng chắc hơn. 13. Trị nám sau sinh. Bắc nồi nước lá chanh còn nóng và xông mặt trong 20 phút để đẩy tinh chất ngấm sâu vào da để trị nám làm da chắc.
trắng sáng, mịn màng. Với cách xông mặt trị nám sau sinh này, bạn phải thực hiện kiên trì ít nhất trong 3 tháng mới có kết quả. Hơn nữa, chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xông khoảng 15 đến 20 phút, thực hiện 3 lần một tuần, giúp làm mờ nám, làm đẹp da. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.